chị cũng không tin đó là sự thật. Gặp lại cha, nói với chị, bây giờ như là một giấc mơ vậy đó. Nhưng là một giấc mơ hạnh phúc có đúng không? Em biết anh Sơn đã đi làm chứ? Không đi làm rồi kìa. Đâu có. Thật sự, tôi cũng không biết giải thích thế nào để cho ông hiểu. Nhưng tôi thật sự xin lỗi ông. Tại vì ngày hôm đó, tôi tình cờ gặp lại cha ruột của mình sau rất nhiều năm xa cách. Và tôi đã bỏ lỡ chuyến bay hôm đó. Tôi biết làm như vậy là đã phụ lòng của ông. Nhưng tôi xin lỗi. Nhưng mà con, trong niềm vui như vậy, làm sao mà con có thể bỏ đi được? Con hiểu mà. Đây là một trường hợp rất đặc biệt, con có thể hiểu được. Cảm ơn ông. Nhưng mà thật ra, con phải gọi sang trong công ty để mà giúp cô chuyện này. Cho nên cô không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào đó nữa. Cô hiểu với tôi chứ?